chào cả nhà. Rất là nắng. Em vừa mặc áo đâu chỉ gọi là đi giáo hội. Vì được chồng em đưa đi chợ ở Xuân Đài, thì chợ này thì em nghe nói là một tuần thì chợ phiên ấy, một tuần thì là thứ bảy có một lần. Cứ mỗi một tuần là thứ bảy có một lần. Em mời cả nhà đi theo em nhá. Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Thường Ngày của anh em bọn mình. Hôm nay thì mình lại đi ăn mảnh một mình các bạn ạ. Đi cùng với vợ. Đây là lần đầu tiên đưa vợ đi chợ, cũng là lần đầu tiên vợ mình xuất hiện trên kênh các bạn ạ. Thì hôm nay có mấy cái đồng chí Hòa Út, hai Hòa Út thì bận rồi, cho nên là không đi theo cái phiên chợ xa này được. Hôm nay hai vợ chồng mình đi lên một cái bàn ở trên này, coi cái phiên chợ nó ở trên này các bạn này. Và cái phiên chợ này thì một tuần nó chỉ họp có một lần thôi, vào sáng thứ bảy. Chợ này thì ở Xuân Đài các bạn ạ, ở Xuân Đài, Tân Sơn, Phú Thọ đấy. Ở xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ở đây đang là cánh đồng rất là rộng lớn. Cái chợ này nó cũng nằm ở quê hương của cầu thủ Hà Đức Chinh đấy các bạn ạ. Đây này, nhà Hà Đức Chinh đấy các bạn này. Mình sẽ zoom máy lại cho các bạn xem. Tại vì là hôm nay đi chủ đích là đi chợ thôi, nhưng mà qua đây thì chỉ cho các bạn xem. Đây đây các bạn ơi, cái ngôi nhà đây này. Đây cái nhà này này là nhà cầu thủ Hà Đức Chinh đấy, ở xóm Dụ, xã Xuân Đài các bạn ạ. Thế từ đây, từ nhà mình lên đây mất tầm 10 cây số. Còn phiên chợ thì nó ở mặt đối diện nhà cầu thủ Hà Đức Chinh này cơ. Bây giờ thì xuống chợ nhé các bạn nhé, xuống chợ xem là bây giờ còn cái gì để mua hay không. Ở đây là phần cổng chợ. Bây giờ sẽ dẫn các bạn vào đây xem là ở trong này thì người ta bán những cái gì. Nghề bán gà. Vào cổng cái đập vào mắt là bán gà bán vịt các bạn. Bà xã lần đầu tiên xuất hiện với cái bộ đồ màu rất là đỏ. Đây là hàng rau cỏ. Hai bên là rau cỏ, bên này là hoa quả. Em xin cái túi không? Đây nó có, đây nó có. Sẽ đi một vòng trước nhé các bạn nhé. Đây bên này cũng rau củ quả. Sẽ đi tìm những cái thứ mà tức là ở dưới xuôi không có các bạn ạ, chỉ có trên miền núi mới có để mình quay thôi. Thế còn những cái mà ở dưới xuôi có rồi thì mình sẽ không quay nữa. Gian quần áo các bạn. Tức là ở trong chợ thì người ta sẽ phân ra làm khu vực
khu vực bán quần áo và khu vực để dành cho bán các cái thực phẩm, rồi là khu vực hoa quả nhiều lắm các bạn ạ. Cái chợ này thì rộng lắm. Đây lại ra ngoài chợ mất rồi. Măng khô. Đây là cái măng măng giang và ỏm à? Ỏm tức là ngâm xuống suối đây gì mà? Không phải. Dạ. Mà tức là làm nước ấm ấm xong ngâm vào. À. Thế không phải là cái kiểu mà mình cho vào tải xong là mình cho xuống ao đấy à? Cho xuống ao ăn trướng bụng chứ. À đây thì cái này là cứ thích ăn cái măng đó thì trướng bụng lắm. Thế cái này ỏm là kiểu khác các bạn. Ỏm kiểu như kiểu là này ăn nóng như mà đấy. Vâng nóng như kiểu là mình ỏm quả cọ quả chám đấy gì. Đấy, đúng. Ngày trước thì người ta có dòng suối chảy như thế thì người ta lấy đi ngâm thì ăn tốt. Nhưng mà cái này lấy về cho bà thử ấy. Cái này là cái nước gì đấy chị nhỉ? Bà nhỉ? Nước dọc à? Nước dọc luôn. Vâng. Đây nước dọc các bạn. Quả dọc nó ở trên rừng ấy, người ta lấy về người ta nấu và người ta chất vào cái chai này mang đi bán. Cái này bán bao tiền chai bà? 15.000 bà. Nấu nhỉ bà nhỉ cái này nhỉ? Đây là cái sâm à? Sâm câu. Thuốc này chữa gì đây bà? Không có thuốc chữa yếu sinh lý nhỉ? Đây có thuốc thận, thuốc bôi gai cột sống, thuốc đau lưng các thứ thôi chứ không có thuốc sinh lý đâu. Đấy cả 5 lạng đi. Trong cái tấm tôm to nhỉ? Nó bán được đâu? Ngon nhỉ? Em nhá. Đây cả 5 lạng đi. Cháu chiên rồi sao cháu con điện? Ba tiền chỗ này bà. Cá này là cá gì đấy ạ? Này là cá bống con đấy. Ở đây người ta bảo cá bổ quánh. Cá bổ quánh à? Chỗ này lấy đi, cô lấy 25.000 nốt thôi. Thôn nó cũng món. Thôn cũng món. 25.000 đi mua đi. Lấy 25.000 về. Đây. Cháu cho bà nấu lấy 25.000. Vợ chồng mình mua hộ cô giúp cô về sớm. Cô hết đấy ạ. Để tối cô về cô vào kênh cháu nữa. Cả tôm này nữa luôn à? Cái này 25.000 này, cái này bao tiền bà? Cái này 80.000 là 105.000. Vậy à, nhiều tiền thế. 105. Trời không có tiền giả. Đây là mật ong nhé các bạn, mật ong này là mật ong tự nhiên đây này. Trên. Chết rồi, chẳng có 5.000 rồi. Thôi mật ong thì để hôm nào cháu mua thôi. Mua cái này về còn sẵn ăn được. Mê cực, cái này anh nuôi hay là anh ấy ở bà? Nuôi được quá. Anh nuôi. Nuôi mình phải đi bắt thức ăn cho nó chứ. Nơi cám nó quá. Làm gì có cám ếch cơ. Ba tiền cân đấy bà, cái đấy. 80. Ở cháu ở nhà cũng hay đi bắt không thì mua ủng hộ bà ngay. Đây là mật ong. Mật thật đấy các bạn ạ. Mật này là mua nuôi nhưng mà nuôi để cái đó của nó ở rừng ấy. Xong rồi vắt lấy thôi này. Cháu cũng thử à? Ờ cháu cũng thử đâu. Nhiều mật lắm ạ. Trả tiền cho cô chưa em? Dạ rồi. Anh đi ăn bát bún nhá. Ở đây là vào đây làm bát bún vậy. Còn bún không cô? Hết rồi con ơi. Ôi đây có hết cái gì ăn còn được? Muối bánh cuốn không? À đây ăn bánh cuốn được. Đây chào bánh. Có, đây bánh cuốn. Muộn quá rồi nên là hết mất đồ ăn. Thế đây. Đến muộn quá nên là còn có mỗi bánh cuốn. Thế mời các bạn nha, mình tắt máy để ăn bún tí đã. Và ăn bánh cuốn tí. Hết phở rồi nên là em sẽ ăn cái này là bánh cuốn ạ. Có 5.000 ạ.
rất là rẻ. Đây nhìn rất là không ngon. Có thịt nữa rẻ. Ngon thế. Ngon không anh? Ngon. 5.000 rẻ nhỉ? Em sẽ đi chợ phiên và em mua được 4.000. Cái này rẻ là có 20.000 một cái nhỉ? Mua cái này là 80.000. Mua là mua nhiều thế? Là tầm xe. Này hàng đồ con gái à? Cái này là 8 cái, anh lấy có 50.000 ạ. Đó là 10.000 một đôi ạ. Cái này có 10.000 một đôi đấy ạ. Ở đây 8 đôi ạ. 8 đôi thì anh lấy 50.000 ạ. Giọng em hơi khàn vì là em vừa ốm dậy. Bây giờ em sẽ đeo trong. Đây ạ. Được rồi, thì cất đi, về nhà đeo. Măng nứa đấy ạ? Măng nứa. Đây là măng nứa ạ. Rất là ngon. Đây này 25, chị này 20. Đây này, này 20. À. 20.000. À thì đây có hai loại các bạn ạ. Bên này thì 25. 25 này quả nhìn nó ấy hơn thôi. Nhìn nó đẹp hơn ạ. Quả. Còn cái này là 20. 20 cũng như 25 đây nhỉ chị nhỉ. Thế lấy bên này anh, để nó xếp vòng anh. Đây chị, quả này ngon. Quả ăn cũng rồi á. Ừ, dao. Ở đây lấy cái nhỏ nhỏ này thôi. Cái nhỏ đây à? Cái này là đây. Vâng. Đấy, đây. Giờ chợ chuẩn bị tan rồi các bạn. Cái này 15.000 này. Ừ. Mình mua hai con dao. Con dao không bằng cái tan nửa con. Vâng. Thì nhu cầu chỉ cần thế thôi. Nhưng thì mà thái... cho trẻ con nó chém nhé, chém cái này nó mỏng nữa. Chắc là mình rèn không chuẩn quá. Không phải em. Em chặt thì em bảo chị thế là chị thua. À đúng, đúng rồi, đúng rồi. Dao đây là dao thái. Chị bớt đây 150. Đấy, từ đấy chân xấu không phải chân hoa lấy vừa cân. Chân trước, chân sau đây nhỉ. Chân trước. Đây là cân 6 ạ. Cân 6 thì chị lấy 150 cả nhà. Nón này là 70 này. Có loại 60, 50 và 30. Riêng em mua đâu được cái nón này bán rẻ. Bây giờ em tổng kết là hôm nay mua được cái gì? Hôm nay tổng kết là hai vợ chồng em đi mua đó là mua được chân giò. Chân giò. Chân giò này. Và hai cân nhãn. Cái này là thuốc xịt kiến, em rất là nhiều kiến. Hai con dao để về thái măng khô các bạn. Thái măng khô cho cả nhà đấy ạ. Và đây là hai cân la. Na, la đâu mà la. Em mua chỗ này 50.000, 25.000 một cân. Và tôm. Tôm với lại tôm và tép ạ. Tôm tép các bạn. Để làm mắm đấy ạ. Và đây là đồ của em hết rồi, chẳng có gì cả. Thế bây giờ hai vợ chồng mình về nhé các bạn nha, đây này. Mua được nhãn này. Dao này, chân giò này, na này, tôm tép, kính. Đây là lần đầu tiên đưa vợ đi chợ thì mua được như thế thôi các bạn ạ. Cái video này mình cũng xin phép được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh em bọn mình nhá. Giờ bọn mình xin phép là về thôi.